Xin chào các bạn. Thưa các bạn, như Hot đã thông tin tới các bạn trong video tại kênh Hot 5 phút hôm qua, thì là hôm nay 30 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lễ tiếp nhận gần 5 triệu khẩu trang loại đặc biệt có ký hiệu là N95 của công ty tỷ phú Hoàng Kiều trao tặng với tổng giá trị lên tới hơn 34 tỷ đồng Việt Nam. Đây là loại khẩu trang tiêu chuẩn được chấp thuận ở châu Âu và đặc biệt mỗi chiếc khẩu trang loại này có thể dùng được 5 lần. Tuy nhiên, ngay trước giờ diễn ra lễ tiếp nhận do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thì ông Hoàng Kiều đã đăng một thông báo khẩn lên fanpage, trong đó ông cho biết: danh dự uy tín của Hoàng Kiều đã bị lợi dụng quá nhiều, kể cả Bộ Y tế và Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Kiều khẩn báo hai đại diện chính thức của tập đoàn ông tại Việt Nam, đồng thời cảnh báo hai cá nhân mạo danh Hoàng Kiều là John Huỳnh và Mai Đào Phương Thảo sẽ bị trừng trị theo pháp luật của Việt Nam. Theo tỷ phú này, nick Mai Đào Phương Thảo bị phát hiện đã giao bán bất hợp pháp khẩu trang của công ty ông trên Facebook tại Việt Nam. Ông Hoàng Kiều cho biết thêm, buổi sáng trước khi lễ trao nhận diễn ra thì ông nhận được tin báo có người tên là Johnny Huỳnh liên hệ với Mặt trận Tổ quốc và nói là đại diện ông Hoàng Kiều để làm lễ trao tặng và hỏi Mặt trận Tổ quốc về chương trình trao tặng. Tuy nhiên, ông Hoàng Kiều không có người đại diện nào tên như này. Trước đó, như tin đã đưa, tỷ phú này đã được hẳn là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh gửi thư mời trân trọng tới tham dự lễ tiếp nhận gần 5 triệu khẩu trang y tế loại đặc biệt với tổng trị giá hơn 34 tỷ đồng, ghi rõ luôn cả giá trị trong thư mời. Và đáng chú ý, tên công ty của ông Hoàng Kiều còn được trân trọng đứng đầu tiên trên cả Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Y tế Thành phố và nhiều bệnh viện. Lễ trao và nhận này do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đứng ra tổ chức long trọng và mời cả nhiều báo đài trung ương và thành phố đến dự và đưa tin, điều mà công ty cổ phần Đại Nam của vợ chồng Lò Nổ chưa bao giờ có được trong suốt 2 năm đại dịch của đất nước. Quỹ vaccine phòng chống Covid quốc gia cũng không có tên Dũng Tuyền, quỹ phòng chống Covid-19 của Bình Dương cũng không có tên luôn. Và rồi cứ ra giả trên mạng, chưa ai nhìn thấy hình dạng cái nhà máy oxy của nhà này nó ra làm răng. Thì nói chung, để được Mặt trận Tổ quốc đứng ra tổ chức cả một lễ tiếp nhận mời báo đài chính thống như đối với công ty ông Hoàng Kiều thế này là điều Đại Nam không bao giờ có. Qua đó thấy rõ ai thực sự yêu nước thương dân, còn ai chỉ là từ thiện mõm, núp bóng chính nghĩa hay còn gọi là chính nghĩa dởm, chính nghĩa nhái, chính nghĩa xạo lòng, vờ vịt vì cộng đồng. Bản tin Hot 3 phút xin được dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và ấn cái chuông nhỏ kế bên để theo dõi các video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại và xin chào!